Vát kiểu này có khả năng là sáng này. Đấy, ngồi vát kiểu này hình ảnh sáng này. Đấy, hôm nay bác nào mà sưu tầm bạch tuyết là bán luôn. Sao mà thích tặng là cái mầm hoa một lại. Sao mà em chào các bác nhá. Chúc tất cả các bác có một buổi trưa thật là vui vẻ và ngày chủ nhật các bác nhá. Nào cho xanh nghĩ với chìa được để cho ta cho bọn cho mình cái đó không mà trắng thì không cần. Dạ vâng, em chào tất cả các bác đang xem live nhá. Các bác vào xem live cho em xin 1.1 like. Chúc tất cả các bác có một buổi trưa chủ nhật vui vẻ các bác nhá. Hôm nay thì em tranh thủ buổi trưa lên giao lưu và nói chuyện trò chuyện cùng các bác thì các bác vào xem live cho nhà vườn em xin chấm xin like. Đấy, các bác vào sưu tầm tất cả các dòng về kiếm các bác nhá, về các loại mặt hoa đẹp như hồng ngọc Hà Giang, như quỳnh, quỳnh hương, đỏ Mỹ, hồng ngọc Hà Giang. Đấy, rồi ngọc diệp, hồng văn giang, vàng Tây Ninh, xanh Huế, vị Hoàng.
Để các bác vào xem cho em xin một chấm một like. Em cũng quay qua vườn để cho các bác cùng tham khảo sưu tầm các bác nhé. Đấy. Đây là một giò hoàng nhạn các bác này. Đấy, một giò hoàng nhạn tháng 8. Thì bây giờ cũng đã bắt đầu là phun nụ rồi. Bắt đầu phun nụ đấy các bác ạ. Đấy. Có cây thì nếu mà cây lực khỏe thì nó cũng nở vào tầm khoảng tháng 7. Tháng 7. Đấy, còn có những cây mà chậm hơn thì tháng 8, tháng 9. Đấy, thì đây là một trụ này. Trụ này thì năm ngoái thì đã nở tại nhà bác khách rồi. Đấy. Đây thì em siêu tầm lại của một bác ở trên kênh nhà mình thôi, đúng không ạ? Thì cây cũng đã nở hoa tại nhà bác rồi. Đấy. Đây là một trụ rất là đẹp. Cái trụ này mà các bác siêu tầm về mà đặt vào giàn thì tuyệt vời luôn, đặt ở trên sân mà bây giờ về là ta thiết kế thêm một cái bệ này các bác, cái chậu vuông nữa là đặt. Đấy. Rất là đẹp này. Đấy, hoặc là các bác có thể treo trước như thế nào cũng được. Đấy, cây thì tương đối thuần đẹp rồi. Đấy, nhìn cái lượng rễ như thế này là mình cũng biết rồi đúng không các bác. Đấy, cây xếp rất là đẹp nhá. Thì cái này thì cũng có, tất nhiên là nhìn nó rất là đẹp này nhưng mà nó cũng không thể hoàn hảo hết được đâu các bác ạ. Có nghĩa là cây thì nó vẫn có thể vẫn bị bỏ mất một lá này, hoặc là như cây trong thì bỏ mất một hai lá chân, đúng không ạ? Nhưng mà những cái lá, cái điểm đấy thì mình có thể là kích con được. Đấy. Đây là chậu hoàng nhạn. Còn đây là một chậu quế tháng 8 này. Đấy, một cây giống rất là đẹp. Đấy. Cây này thì chưa gông riếc gì nhưng mà nhìn nó rất là chất. Đấy. Càng lên thì cái phong cổ nó càng nở. Các bác vào xem thì cho em xin một chấm một like nhé. Cái túi lọc trà nhà mình có còn không ạ nhỉ? Để bỏ lên một ít thì bỏ vào trong đây cho bọn đi hân ăn này. Rễ đang ra nhiều lắm. Đây là một con trâu. Đấy, đang có kẻ đây các bác ạ. Con trâu này đang kẻ nhá. Ui. Con cháu chuột nằm trong đây giật hết cả mình. Với con cháu chuột nằm trong này giật hết cả mình. Đấy, con này thì đang có kẻ rồi. Đấy, bác nào mà sưu tầm về để tiếp tục thuần dưỡng thì có thể là liên hệ với nhà vườn em. Con này thì đang lên rất là đẹp. Đấy. Đang lên rất là đẹp. Đấy. Đây là con đây là con này này, con này là con quế miền Trung này các bạn. Con này con quế miền Trung. Con này chọn được mấy con mà em chưa lên chậu. Các bác vào xem thì cho em xin một chấm một like nhá. Ở đây thì có hồng ngọc Hà Giang này. Hồng ngọc Hà Giang thì em đã tách rồi. Và cây thì cũng tương đối là đi là khỏe. Đấy, con này thì hôm nay là đây, gần hai thân và đang có một cái măng này măng nụ các bạn. Đấy, có một cái măng nụ rất là to này, cái mầm nụ rất là to. Đấy. Là bác nào mà thích sưu tầm hồng ngọc Hà Giang mà có hoa chính chủ á thì có thể là comment cho em để sưu tầm nhá. Đấy, hiện tại là em đã thấy có một nụ rồi đây này các bác này. Đấy, một thân một mầm mà một nụ này. Đấy, bên này thì là một cái mầm này. Đấy, bác nào mà thích xem hoa hồng ngọc Hà Giang thì có thể là sưu tầm cái đơn này. Đấy, sưu tầm cái đơn này về là mình vừa chơi hoa là vừa có măng luôn.
Đấy, Hồng Ngọc Hà Giang các bạn. Các bác nhà mình vào xem like thì chấm bài cho em đấy nhá. Đấy. Hồng Ngọc Hà Giang đấy. Em có Hồng Ngọc Hà Giang này, Đỏ Mỹ này, Như Quỳnh này. Các bác sĩ. Ơ hình như có thông báo ở trong quần. Không có thông báo sao? Đấy. Đây là cá phân nhánh các bác này. Đấy, đây là cá phân nhánh này. Con cáo này thì chậu cáo này thì hôm trước người ta bỏ vào một trong cái xô á. Trong cái xô á. Rất là dễ của nó phát triển, nó không chạy, nó không bám được mà nó cứ chạy xung quanh cái xô. Đấy, thì em về em cũng đã đưa nó vào trong một cái chậu rất là đẹp đây. Thì bây giờ là đang ngồi chờ hoa rồi các bác. Bây giờ là đang ngồi chờ hoa rồi. Anh Mạnh Cường, em chào anh nhá. Đỏ Mỹ thì đây em còn chỉ có một đơn thôi. Đỏ Mỹ thì em còn chỉ có một đơn thôi. Đỏ Mỹ em còn một đơn, một thân, một măng ba mầm đây này. Đấy, hai mầm đấy, và còn một măng này một măng hai mầm đấy, còn một thân này, một măng hai mầm. Đơn này là rất là đẹp đây các bác này. Đấy. Cái đơn Đỏ Mỹ này là 1.150.000 anh Cường này. Đấy, cây em mới vừa vào chậu thôi nhưng mà bắt đầu phun rễ rồi đấy. Em mới vừa vào chậu nhưng bắt đầu phun rễ rồi anh ạ. Đấy, cây bắt đầu phun rễ rồi. Đấy, đang bắt đầu phun rễ rất là to. Đang hai cái mầm rất là to đây anh này. Đấy, đang hai cái mầm rất là to đây. Đấy. Đó, con này 1.150.000. Đấy, còn con này thì bác khách chốt rồi đang để lại này. Đấy, con này có anh khách chốt rồi, anh đang để lại. Đấy, anh ấy chốt một con Hồng Ngọc Hà Giang này. Đấy, anh ấy chốt con Hồng Ngọc Hà Giang này. Và con Đỏ Mỹ này thì anh đang gửi lại vườn. Hai chậu này. Đấy, còn chỉ có một chậu duy nhất thôi anh ạ. Đấy, Đỏ Mỹ em còn một đơn duy nhất anh Cường. Đấy, anh xem có hợp nhãn không thì anh siêu tầm cái thân đấy. Thân đấy cũng đẹp đấy. Con cáo này đang ra nhiều hoa lắm đấy các bác ạ. Một hoa này. 2, 3, 4, 5 vòi. 1, 2, 4 vòi, 5 vòi, 6 vòi. 7 vòi. Đang 7 vòi hoa. Cháu này xa xa hồ ngắm hoa đẹp các bác. Đấy, hy vọng là nó sẽ phân thêm mấy nhành nữa đúng không ạ? Phân thêm các nhành nó thì càng đẹp. Đấy, cá phân nhánh. Các bác vào xem thì bình luận lên cho em với nhá. Đỏ Mỹ em còn một đơn đấy, anh Cường xem có hợp nhãn không nhá. Đấy, Đỏ Mỹ Hồng Ngọc Hà Giang. Đỏ Mỹ Hồng Ngọc Hà Giang rồi Như Quỳnh, Quỳnh Hương. Em chào anh Trịnh Phạm nhá. Anh xem đơn chí giống à? Em xem nào, có đơn chi giống đây anh này, có đơn chi đơn Phan Chí Tơ này. Đấy, có đơn Phan Chí Tơ đây ạ, bác Trịnh Phạm. Đơn Phan Chí Tơ này rất là đẹp đấy bác này.
đây là nứt mất một tí ấy. Đấy, thân tơ con này thì em mới vừa tách thôi. Đơn này 600 này, đơn này 600.000. Đấy các bác mở bát mở like này 580 đây. Đấy số nó đẹp. Đấy bác Trình Phạm xem có ưng cái đơn này không này. Cái đơn này là giá cả nó vừa nhất đây. Đấy hoặc là các bác sưu tầm cái đơn này này. Để cho bác các bác cái đơn này này. Cái đơn này thì bị lỗi mất một lá thân mẹ. Đơn này bị lỗi mất một lá thân mẹ này. Đấy, đang có một thân đây nữa này. Thân này đẹp rồi. Đấy. Đơn này chia sẻ cho các bác đây nhá. Đây cũng có một cái măng ở đây các bác này. Đó. Đơn này 950 các bác này. Đấy, đơn này 950. Các bác vào xem thì cho em xin 1.1 like nhá. Đấy, chí giống này. Con này đẹp các bác này. Con này rễ đang phun đẹp lắm đây này. Con này rễ đang phun đẹp lắm. Con này rễ đang phun đẹp. Lá 42. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Đơn này bác nào mà sưu tầm thì chia sẻ với các bác là 950 nhá. 950 đây cái măng cực lực luôn đấy các bác này. Đấy măng cực lực luôn đây. Đấy. Đấy có cả một số các cái bác nào mà thích sưu tầm về bạch tuyết các thứ thì em cũng có luôn đấy nhá. Đây các bác này, bạch tuyết thì nó cứ hai mạng hai mầm nữa các bác, đẹp. Đấy, có hai mầm gốc đây. Đấy, lát các bác mà sưu tầm thì các bác vào sưu tầm những cái đơn này đẹp này. Đây là bạch tuyết. Đấy. Đơn này lại chấm thêm một cái con nữa này. Các bác vào xem thì cho em xin 1.1 like các bác vào nói chuyện tương tác cùng với nhà vườn nhé. Đây cái đơn phan trí này thì cũng đẹp các bác, đơn phan trí là tuyệt vời luôn này. Đấy, đời đang phát dần. Ba thân một măng phan trí này cũng đẹp. Ba thân một măng. Ba thân một măng. Các bác vào bình luận lên cho em với nhá. Em chào anh Vũ Đức Nguyễn nhá. Anh Đức Phú Nguyễn. Các bác vào xem live cho nhà vườn em. Anh ơi chậu này là 2.350.000 anh này. Chậu này là 2.350.000. Đấy bình quân chỉ có mỗi 6-700 một thân trí đẹp các bác ạ. Hai ba năm mươi chậu này. Chậu này thì đẹp luôn. Cây này là lá
lá 3940 này. Với lại đơn bắt đầu là lá to nhất hiện tại trong cái chậu này là lá 4849 này ạ. Đấy, lá này 4849 này. Nói chung để mà luyện một cái chậu chí thì mình luyện những cái tầm những cái bán này xong bắt đầu là lên to dần thì nhìn cái chậu chí nó sẽ đẹp các bác ạ. Đấy, nhìn chậu chí nó sẽ đẹp. Đấy. Đấy, đời con phát rất là to này. Gần 5 sen. Đời con gần 5 sen. Rất là lực. À, có bác nào sưu tầm Hồng Ngọc Hà Giang thì Hồng Ngọc Hà Giang cũng đang ấy các bác nhá. Hồng Ngọc Hà Giang thì cũng đang có nụ nhá. Đây có cây Huế này, lá 56 các bác này. Lá 56, 57 này. Ôi dồi ôi, lá xanh Huế, lá 56, 57. Cái phan trí thì em cũng có nhiều loại đấy các bác ạ. Có chậu nhiều thân, có chậu 1-2 thân cũng có đấy. Thì các bác vào theo dõi like thì coi hợp nhãn thì sưu tầm ủng hộ nhà vườn em. Phan Chí xanh Huế. Rồi vàng Tây Ninh. Có bác nào sưu tầm vàng Tây Ninh không? Em chia sẻ rẻ mấy đơn vàng Tây Ninh này. Đấy. Có bác nào sưu tầm cái vàng Tây Ninh này, em còn mấy đơn em chia sẻ rẻ cho các bác sưu tầm này. Đấy. Đơn vàng Tây Ninh 3 thân này, 3 thân 3 măng này các bác này. 3 thân 3 măng. Đấy, có bác nào thích sưu tầm cái loại này thì báo em này. Cái loại này thì em chia sẻ rẻ cho các bác thôi. Đấy, ở trong vườn cũng còn chỉ có mấy chậu nữa, thế nên là em cũng muốn chia sẻ đây cho các bác, bác sưu tầm. Đấy, bác nào sưu tầm cái đơn vàng Tây Ninh này này. Thì khi gửi cho các bác thì em không bao ship và bỏ chậu các bác nhá. Bỏ chậu nhá. Đấy, đơn vàng Tây Ninh này chia sẻ cho các bác 80.000 này. 80.000 3 thân 3 măng các bác. 80.000 3 thân 3 măng nhá. Đó, về các bác có thể là mình lên chậu lại mình chơi. Đấy. Măng này các bác. Vàng Tây Ninh rất là đẹp này. Đấy, các bác vào xem thì bình luận lên cho em ấy nhá. Bây giờ cây nó rẻ, chơi thoải mái các bác. Đấy, mình sưu tầm về mình chơi thoải mái đúng không ạ? Các bác vào xem bình luận lên cho em với nhá. Để em lên cho các bác một số các cái đơn hàng để các bác sưu tầm nhá. Đây có bác nào sưu tầm cái đơn vàng Tây Ninh này. Đây là vàng Tây Ninh đây các bác này. Còn ít cái đơn vàng Tây Ninh đã chia sẻ cho các bác sưu tầm. Đấy, vàng Tây Ninh.
Và Tây Ninh các bác vào xem, em chào anh Lê Tân nha. anh Tân nó ăn cơm chưa anh Tân ơi? À, có một số cái đơn vàng Tây Ninh với các bác. Đấy, ở hiện tại là em cũng muốn chia sẻ rẻ cho các bác vì nó nằm ở trong vườn em ạ. Bây giờ em cũng tách ra là nó khá nhiều loại rồi. Đấy, thì em cũng muốn chia sẻ với cái vàng Tây Ninh này để em cái thời điểm mà cũng cao giá đấy các bác. Đấy, em cũng sưu tầm về em tách ra nhân giống. Thì em tách ra thì cũng còn được ít nữa. Đấy, thì các bác nếu mà chưa có thì có thể là sưu tầm những cái đơn đấy về chơi. Thực chất ra thì bây giờ nó cũng rẻ hơn nhiều mà. À, các bác chơi các cái loại đấy thì nó cũng không đáng là mấy cả, cho nên cũng không phải lo nghĩ gì về cái giá, đúng không ạ? Đấy, kể cả là các bác có trồng lên những cái chậu đẹp, sau này mình chơi về thân thủ, chơi về bán lá, chơi hoa thì vẫn cứ đẹp các bác. À, đây các bác này, đây có một cái đơn hồng ngọc Hà Giang này. Đấy, đơn hồng ngọc Hà Giang này. Em ăn rồi anh. Em ăn rồi. Nói chung là cái em cũng tranh thủ cái thời gian buổi trưa anh. Thì mình cũng tranh thủ mình like vào buổi trưa. Nhưng còn vì buổi sáng thì là lên đường like của anh Hải. Đấy, thì buổi trưa là em lại tranh thủ em lên. Đấy, thì vì là cái đợt này thì thời tiết nó hay bị mưa, nó hay mưa bất chợt đó. Cho nên là em cũng tranh thủ em lên em chia sẻ một số cái đơn hàng. Đấy, thì ví dụ như là các bác mà không chốt được trực tiếp thì các bác có thể là xem lại sau live. Đấy, xem lại sau live để mình sưu tầm. Đấy, thì nếu mà bác nào mà chưa có được ngắm hoa hồng ngọc Hà Giang, chưa có hoa chính chủ, đấy thì cái chậu này sẽ đáp ứng được cái điều kiện của các bác này. Đấy, cái thứ nhất là có hoa chính chủ này. Đấy, được ngắm hoa luôn. Đấy, cái thứ hai là đang có mầm. Đang có mầm. Đấy, thì các bác sưu tầm cái đơn này về là mình được cả hai ấy luôn, được cả hai điều kiện luôn đúng không ạ? Đó là có mầm và có hoa. Đấy. Thì các bác vào xem nếu mà hợp nhãn thì các bác sưu tầm những cái đơn này về làm giống này và chơi này. Đấy, hồng ngọc Hà Giang các bác nhé. Đấy, hồng ngọc Hà Giang bỏ ra 200-300 nghìn các bạn đi mua tất cả các loại hoa về cắm thì cũng vứt đúng không ạ? Đấy, nhưng mà mình mua một cái chậu hoa này về mình cắm xong bắt đầu là mình cắt hoa đi, mình lại chơi thân lá, mùa sau lại tiếp tục hoa đúng không ạ? Đấy, cho nên là để đầu tư vào bó hoa và cây hoa thì các bác đầu tư vào cây hoa nó hay hơn đúng không ạ? Đấy, còn trường hợp bất khả kháng thì mình mới phải sưu tầm bó hoa thôi đúng không ạ? Đấy, còn bình thường cái chơi đam mê thì các bác sưu tầm cái chậu này về chơi hoa là ok đó. Em chào anh Bằng Lê nhá. Dạ vâng, lâu lắm rồi cũng không thấy anh vào trò chuyện. Đấy, dạ vâng, chúc tất cả các bác có một buổi trưa thật là vui vẻ các bác nha. Em chào anh Ngô Tiệp nhá. Nói chung là về cái hồng ngọc Hà Giang thì nó là một cái dòng mà hoa mà phải nói là được các bác săn đón rất là nhiều. Đấy, với đặt cho nó một cái tên là rất là mỹ miều rồi các bác ạ. Đấy, nữ hoàng, đúng không ạ? Nữ hoàng lô hội. Đấy, một cái tên khá là ấy rồi, đúng không ạ? Thì chia sẻ cho các bác cái đơn này. Đấy, bác nào mà chưa được xem hoa, đấy, chưa có duyên thì bây giờ là gặp rồi, có duyên rồi ạ. Đấy, có một nụ to tướng rồi nha các bác nha. Đấy, và đang có một mầm rồi. Đấy, mình sưu tầm cái đơn này về mình xem hoa thì hợp lý. Đấy, các bác vào xem cái nói chuyện lên ạ. Dạ vâng, em cảm ơn các bác nha. Cảm ơn anh Bậc Lê nha. Phải nói là anh Bậc Lê là chắc là phải 2 năm rồi anh em mình không chấm bài, không trò chuyện với nhau hay sao anh nhỉ? Các bác vào cứ bình luận nên nói chuyện cho nó vui ạ. Đấy, vì là em tranh thủ cái thời gian này, chắc là cái lúc này thì cũng là nhiều bác đang vào giờ cơm của các bác rồi.
thì các bác vừa mời cơm vừa chấm bài ủng hộ em đó. Hiện tại là nhà vườn em cũng đang bắt đầu chia sẻ hồng tên lửa và bạch tuyết các bác nhé. Đấy thì bọn em chia sẻ kỳ, trước tiên là kỳ đã, thì hồng tên lửa có một số kỳ đang đẹp rồi. Em chào bác Nguyễn Đức Thịnh nha. Quỳnh Hương em còn một đơn đây anh này. Quỳnh Hương còn một đơn này. Đây, Quỳnh Hương em còn một đơn rất là đẹp đây này. Đấy, Quỳnh Hương em còn một đơn rất là đẹp đây anh này. Các bác vào cứ bình luận lên nhá. Vào nói chuyện cho nó vui. Đấy, Quỳnh Hương này thì em có một đơn này. Đơn này thì đang có hai cái măng anh ạ. Đơn này đang có hai cái măng rất là đẹp anh. Hai măng này. Đấy, hai cái măng này đi cân đối tương đối nhau này. Bác nào sưu tầm cái đơn Quỳnh Hương này em chia sẻ với các bác là 850.000, 850.000 đơn bỏ chậu nha các bác nhé, đơn bỏ chậu vì là nó chưa ấm chậu đấy, nhưng mà có rễ rồi, chưa ấm chậu nhưng mà có rễ rồi đấy các bác ạ. Đấy thì phải nói là rễ nó đang đi khá là khỏe và mạnh nha các bác. Cái này thì em sẽ khi mà các bác sưu tầm á thì em sẽ đặt vào bông, em đặt vào bông em đóng. 500 em chia sẻ ra được anh. Bình thường ra là bọn em đi nhập vào đã những cái đơn như thế này đã 6-700 rồi anh ạ. 6-700 rồi. Về cộng với cước xe đi, cước xe đi nữa, cước xe đi lấy về này, rồi đóng gói các thứ nữa, thì mỗi một đơn bọn em là chỉ có mỗi 20-30 thôi, không được nhiều đâu những cái đơn Quỳnh Hương như thế này này. Đấy, nếu mà đã nói, nếu mà chính xác ra là những cái đơn Quỳnh Hương này bây giờ giá nó cao rồi, không phải là nếu mà thân giống các thứ thì nó là khác anh ạ. Không, 600 em không chia sẻ được đâu, đơn này 850 em mới chia sẻ được. Em nói rồi, hôm trước em cũng nói rồi, không biết là các bác có theo dõi live thường xuyên của em không. Đấy thì với em thì bây giờ em không bao giờ đòi thách, đúng không ạ? Đấy, với em thì không bao giờ đòi thách. Ví dụ như những đơn 1-2 triệu thì bớt 50, đấy 50-60 các bác ạ, đấy thì em cũng bớt được, còn là thôi em bỏ cái phần lãi đi đấy. Nhưng mà những cái đơn tiền trăm này thì lãi không được nhiều đâu các bác đấy, mà em cũng không dại gì mà em nói vống lên cái giá chẳng hạn lên 500-600 đi đúng không ạ, mà em nói lên 700-800 để cho các bác bớt đi, để em bớt để em bán được hàng, cái đấy không làm được đấy, mà em cũng không không được, không ấy như thế đâu. Thả em được 20-30 nhưng mà em bán trôi hàng để em lấy hàng khác. Đấy, em lưu thông hàng. Còn hay hơn là em cứ giữ cái giá khăng khăng như thế này. Đấy, nhưng mà cái giá Quỳnh Hương là bây giờ là nó là như thế anh ạ. Đấy, dạ vâng, em cảm ơn anh quan tâm. Đấy, thì cái đơn này 850.000 các bác nhé. Như cái đơn hôm qua đấy anh. Hôm qua là anh kiên chốt cái đơn 650 đấy. Cái đơn đấy nó mới nhú là chỉ có hai cái mầm như thế này thôi. Là anh chốt là 650 rồi. Đấy, mà cái đơn này nó còn hai cái măng to như thế này cơ mà anh. Đây ạ. Đấy, hai cái măng nó như thế này cơ mà. Đấy. Thì đơn này anh chốt cho em 850 nhá, 850. Quỳnh Hương. Các bác vào bình luận để nói chuyện cho nó vui nhá. Không có gì phải ngại đâu các bác ạ. Đấy. Các bác sưu tầm hàng các bác cứ lên cái giá đúng không ạ? Nếu mà nó hợp lý thì anh em chú cháu và mọi người cùng sưu tầm, cùng hưởng ứng đúng không ạ? Đấy, còn cái giá nếu mà nó chưa hợp lý thì mình có thể thảo luận, hoặc là mình có thể là chia sẻ ra những cái đấy để hợp lý hơn đúng không? Các bác vào bình luận lên cho em đấy nhá. Thì nói chung là mỗi một cái đam mê nó cũng mới gặp nhau các bác ạ. Đấy, vì đam mê hoa lan thì các bác cũng mới gặp em. Đấy, thì các bác vào xem cho em xin một chấm một like, gọi là có cái cơ duyên đúng không ạ? Đấy, còn nếu mà duyên hơn nữa thì các bác có thể là em thì chia sẻ ra cây mà các bác sưu tầm được hàng. Chính vì vậy mà bây giờ những cái giá mà em đưa ra nó khá là hợp lý cho các bác sưu tầm với những cái dòng đấy đúng không ạ? Đấy, còn
những cái loại mà bình thường hơn nữa thì em cũng có để phục vụ các bác, đúng không ạ? Đấy, bác nào sưu tầm vàng Tây Ninh này. Đấy, rồi ở đây. Đây các bác này. Đây có một đơn ngọc diệp đang có nụ này. Đây các bác nhá. Nụ này. Đấy, nụ đây. Đấy. Ngọc diệp. Một măng, một nụ. Hai thân. Đó mất một tí lá này. Đấy, bác nào mà sưu tầm cái đơn này này. Đấy, chia sẻ với các bác là 80.000 này. 80.000 các bác nhá, bỏ chậu không bao ship ạ. À. Đấy 80.000. Đấy, nếu mà tính cả tiền mà các bác trả ship thì nó chơi vào tầm khoảng 100.000 hai cái thân này. Đấy, ngọc diệp chơi quá đẹp rồi các bác. Đấy, bác nào sưu tầm ngọc diệp hai thân này thì bảo em này, 80.000. Về vừa được chơi hoa, vừa được chơi, có thân tơ luôn này. Đấy, 80.000 đơn ngọc diệp. Các bác vào xem like bình luận cho em với nhá. Dạ vâng, em cảm ơn anh Nguyễn Đức Thịnh nhá. Các bác nào sưu tầm cái đơn ngọc diệp này này, chia sẻ cho các bác 80.000 này. Đấy, 80.000. Đấy, về các bác xem hoa nhá. Đấy, bác nào mà chưa có duyên bắt hoa thì về các bác xem hoa này. Đấy, 80.000 em bỏ chậu. Bỏ chậu. Đấy, lên tiếp một khóm ngọc diệp nữa này. Khóm này ba thân luôn các bác ạ. Khóm này ba thân luôn. Thân này thì có một cái lá bị gập đây. Lá bị gập. Đấy, thân tơ thì đẹp nhá. Thân tơ đang lên khá đẹp này. Cái này thì có một lá gập. Đấy, đơn này chia sẻ rẻ thôi. Đấy, 120.000 đơn này. Các bạn, 120.000 ba thân này. Đấy, bác nào mà sưu tầm thì comment lại cho em này. Đấy, ngọc diệp. Ngọc diệp em còn một chậu to ấy. Ngọc diệp em còn một chậu to ấy. Bác nào mà sưu tầm cả chậu ấy về mà gột đi. Xong bắt đầu là cho vào một cái chậu chậu sành á thì đúng thực sự là chơi là không cần phải nói gì nữa luôn, miễn chê luôn đúng không ạ? Miễn chê luôn. Đấy, bác nào mà sưu tầm ngọc diệp thì báo em nhá. Ngọc diệp thì em cũng còn chỉ có ít thôi. Trước kia thì cái ngọc diệp nó cũng khá cao. Đấy, đỉnh điểm nhất của ngọc diệp là 18 triệu các bác. 18 triệu. Bây giờ giống thì nhiều rồi. Bây giờ ra thì các bác nhiều giống rồi. Ngọc diệp bây giờ nhiều giống. Những cái lúc mà chia sẻ với các bác là những cái lúc mà cao giá thì không bán. Nhưng mà cái lúc mà rẻ thì ra rất là nhiều và nó ồ ạt. Đấy, cho nên là các bác nhìn cái nhiều giống nhưng mà thực chất là nó không có nhiều giống đâu. Nếu mà để mà nó để chia đều cho tất cả các bác chơi thì chưa chắc là đủ, đúng không ạ? À, các bác vào cái bình luận lên nói chuyện nhé. Bình luận lên nói chuyện cho nó vui, đúng không ạ? Em còn một đơn đỏ Mỹ này. Đấy, lên một đơn đỏ Mỹ cho các bác cùng tham khảo này. Thì đỏ Mỹ là gần như hết rồi. Mà hết rồi đấy các bác ạ. Thực chất ra cái đơn này này, nếu mà hôm qua mà anh ấy không chuyển sang đơn Hồng Ngọc Hà Giang thì cũng không còn đơn này. Đấy.
thì anh ấy chuyển từ cái đơn Đỏ Mỹ sang đơn Hồng Ngọc Hà Giang, cho nên mới còn đơn này. Còn thực sự mà nói thì hôm qua nếu mà anh ấy mà không chốt đơn này thì hôm nay cũng không còn đơn này đâu, bởi vì là có bác chủ củ có cây á, đấy anh ấy chia sẻ cho em đấy, và anh ấy cũng có nhà ý là lấy lại một hai thân để anh ấy làm giống đấy. Thì hôm qua nếu mà anh có bác khách bác mà không chốt bác mà không chốt đơn này á thì cái đơn này cũng không còn, mà còn cái đơn nhỏ kia đúng không ạ. Đấy thì cái đơn này bác nào mà sưu tầm nhá, nó là đang có một măng và hai mầm gốc rồi, hai mầm bên này rồi, một măng bên này và hai mầm bên này, cây rất là đẹp, đang phun rễ này. Đấy, đang phun rễ nha. Loại này thì em mới vừa lên chậu đúng không ạ. Đấy cho nên là các bác mà sưu tầm thì cũng là đơn giản thôi đúng không ạ, mình bỏ chậu đi, mình rễ thì mình đốt bông đấy. Còn mùa này thì nhanh ra rễ lắm các bác, mùa này nhanh ra lắm, thoải mái các bác, mùa này các bác trồng chăm trồng thì thoải mái đấy. Vì là thời tiết nó cũng đang còn mát chứ nó chưa nắng gắt đâu. Đấy, nếu mà nó nắng gắt thì cây nó hay bị héo mất sức mà. Đấy. Còn cái này thì nó cũng héo nhưng mà nó vừa phải thôi, nó không đến mức độ mà héo lắm đúng không ạ. Đấy, đơn Đỏ Mỹ này chia sẻ cho các bác 1.150.000. 1.150.000. Một măng và hai mầm gốc, một măng và hai mầm rất đẹp, cây đi đều. Dạ anh Tân à, vâng vâng đúng đúng là cái giá là nó là như thế đấy anh ạ, anh Tân ạ. Cái giá thực sự là đôi lúc là cái thời điểm đấy thì thực sự là những cái mặt bông như là bông ngọc diệp là rất là hot đấy, phải nói là rất hot, bởi vì là để tìm ra được một cái mặt bông lô hội mà lưới bệt đỏ như vậy là không có nhiều cả đấy, gần như là cây nổi tiếng như ngọc diệp là không có đâu đấy. Và cái lúc đấy thì nhiều bác săn đón cây ngọc diệp lắm, cây ngọc diệp nó được yêu thích lắm đấy. Cho nên là cái cây nào mà được các bác yêu các bác quý cái là biết ngay rồi đúng không ạ. Đấy không chính ra thì chơi kiếm nó cũng nhàn. Đấy. Chơi kiếm nó cũng nhàn, các bác chăm nó cũng nhàn, chăm sóc nó cũng nhàn, hai ba hôm tưới cũng được. Cái thứ hai là về cái mùa thối nhũn thì kiếm thì các bác cũng thoải mái. Đấy. Trừ trường hợp là nó mưa nhiều quá mà các bác không kịp xử lý đấy, hoặc là các bác không biết xử lý như cách thế nào thì nó mới hỏng đấy. Chứ còn như cái đợt của em đợt vừa rồi em cũng đã từng quay bên đấy cho các bác, tức là mưa nhiều ngày quá, phun nếu mà mưa nhiều ngày mà các bác phun nước vô trong không lại được, làm sao mà lại được, các bác phun cái là nó lại trôi đi đấy. Cho nên chỉ có một cách duy nhất, khi mưa nhiều đúng không ạ? Trời mưa nhiều, trời mưa dài ngày, các bác cứ cầm cái vôi bột đó, nhưng mà vôi bột nông nghiệp đó, các bác thăng khắp các cái dọc kiếm cho em đúng không ạ, phun thăng xung quanh luôn, nó trắng kệ nó đấy. Với mục đích là gì ạ, khi mà nước mưa nó mưa xuống và nó bám trên lá nó chảy xuống nón là cái vôi bột đấy nó làm trung hòa cái nước axit đi, thì nó giảm thiểu cái sự thối nón hoặc là bị thối cây đúng không ạ. Đấy. Cho nên là chính vì vậy mà các bác có điều kiện đúng không ạ, các bác phun định kỳ cứ 15 ngày một lần nước vô trong là cái tốt đúng không ạ, tốt. Đấy. Chứ còn nếu mà cây mà đã xảy ra trường hợp thối nhũn kể cả phi san hay là nano bạc hay là nano đồng đấy, hay là măng cô z các thứ đều không được cả các bác. Đấy, cắt hết kể cả phi điệp. Đấy, cắt nhanh thì càng đỡ thối xuống gốc, chứ còn nếu mà càng để cứu thì khả năng nó lại lây lan sang gốc các càng nhanh. Đấy. Nhưng mà kiếm thì nó đỡ nhiều hơn, kiếm nó để đỡ. Kể cả các bác có các bác có vứt vào trong chỗ râm chỗ mát đấy để cả tuần để cả 10 ngày thoải mái
không việc gì hết, riêng với kiếm cứ làm sao đấy có thông gió thông thoáng cho cây là cây vẫn khỏe đấy, thậm chí là phun rễ. Cho nên là dạ vâng, nó là nó ở cái giá trị tinh thần anh ạ, nó ở cái giá trị tinh thần, ở cái giá trị tác phẩm đó, và cái tình cảm người chơi dành cho cây đấy. Có thể là bây giờ nó quá nhiều đúng không ạ, đấy thì thôi thì rẻ thì cứ 100.000 một giỏ giống anh nói đấy, nhưng mà nó là hàng kỳ đúng không ạ, đó là kỳ. Ví dụ như kỳ trên thân người ta lách xuống, người ta không có thời gian người ta vào, hoặc là người ta cắt kỳ đó, thì một chậu đấy một rổ là cũng bình thường. Thực chất ra thì nó bây giờ chẳng hạn như tầm khoảng 10 nhà vườn đúng không ạ, thì đã có đến 8 nhà vườn đến 9 nhà vườn có cái cây Phú Thọ chẳng hạn, thì nó nhiều nên là chuyện bình thường thôi ạ, nó nhiều nên là chuyện bình thường thôi đúng không ạ. Mỗi nhà thì cứ cho ra tầm khoảng 150-200 mắt đấy là nhiều lắm rồi, 10 nhà vườn đã có 2.000 mắt, 2.000 cây rồi đúng không ạ. Đấy nhưng mà để chăm lên một giò lan đấy gọi là tác phẩm đấy, mà người nhìn người ta thích mắt, người ta trầm trồ, thì ít ra các bác cũng phải có một cái chậu phải giống như cái giò phi điệp tín ngày xưa thì đó mới gọi là tác phẩm đúng không ạ. Chứ còn bây giờ các bác bảo là bây giờ cứ chỉ có một mấy chục nghìn một ki thôi đấy, Phú Thọ thì bây giờ 100 bây giờ chỉ có 100.000 thôi, nhưng mà ví dụ như các dòng khác nó sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều đấy. Ví dụ như là nếu mà để nói ra bây giờ mỗi loại cây mỗi bác đấy thích một loài hoa đúng không ạ. Đấy, cho nên là không bác nào giống bác nào cả. Có bác thì thích kiếm, có bác thì thích điệp. Đấy, có bác thì thích đơn thân. Đấy, không nhiều mà. Cho nên là các bác chơi theo cái khả năng của mình. Đấy, và chơi theo cái sở thích của mình. Đấy, không ai giống ai cả. Đấy, không ai ép buộc ai cả. Cái sân chơi này là sân chơi tự do. Đấy, nó lành mạnh. Đấy, em nghĩ là nó lành mạnh các bác ạ. Đấy. Đấy. Cho nên là các bác chơi lan là phải chơi cái đấy, nó lành mạnh, nó quân tử đúng không ạ. Đấy. Bình thường ra các bác cứ nhìn cái khuôn vườn vườn của em đúng không ạ. Đấy. Cứ có cái khu vườn đấy là sáng sớm thì mình quét một tí, chiều quét một tí, tối ngồi uống nước đúng không ạ, ngắm cây thế là thỏa rồi các bác. Đấy. Chứ đâu có phải là hoặc là các bác cứ lên đây với em này. Đấy. Các bác bình luận nói chuyện với em cho nó vui đấy, các bác bảo quay vườn cho tớ xem cái lại em quay vườn thôi đúng không ạ. Nó là hai cái đấy, còn để mà được về sau là dài là cái giá trị tinh thần của mình các bác thoải mái thoáng đạt đấy, và điềm tĩnh. Chứ còn vào nhiều lúc ngày trước các bác cứ vào các bác chọc em cái em lại nói khùng nói đó này đúng không ạ. Đấy, như thế là cũng không được, mà em chia sẻ rồi em nằm em ngấm lại. Có mình chia sẻ lan đấy, mình phải nhẫn là một cái, thứ hai nữa là mình phải điềm tĩnh và quân tử đấy, cái thứ ba là thì các bác ạ, đấy một cái lời nói ra nó không rút lại được đấy. Cho nên là mình cũng phải lựa lời mà nói đúng không ạ. Lên live thì cũng có nhiều người đấy, cũng có người đáng tuổi bác tuổi chú tụi em uống đúng không ạ, mình nói làm sao đấy cho nó lịch sự, nó không mang tính chất là khiêu khích hay là một cái vấn đề gì đó cả đấy. Cái thứ ba là bây giờ thì nói thật với các bác là mình mua cây đấy, mình được lựa chọn cây đấy, mình được người ta khi mà các bác yêu cầu đấy quay một cây nào là người ta quay cho các bác rất là kỹ đấy, và bây giờ các bác được sưu tầm bằng con mắt của mình, đó là được nhìn được sờ đúng không ạ, được nhìn được sờ đấy, cho nên là cũng không sợ bảo là bên đây bán lửa bên kia bán lửa đấy. Còn tình trạng thì từ Tết đến giờ em thấy là các bác sưu tầm cũng ổn định
đấy, cũng rất là đam mê. Đấy, bên cạnh thì cũng có một số bác đánh đang cũng có tư tưởng bom hạ, đúng không ạ? Đấy, bom hạ. Đặt cây xong rồi đến lấy lý do để bơm hàng, đúng không? Đấy, thì em cũng chia sẻ với các bác không nên vậy, đúng không? Đấy, tiền là ở trong túi của các bác, cây là của em, cây ở của các nhà vườn khác. Đấy, nhưng mà người mua là các bác bỏ tiền ra. Đấy, thì các bác làm sao lựa chọn cái cây cho nó hợp lý. Đấy, nó không, bây giờ nó không quá cao để mà các bác phải đánh đổi cái ấy của mình. Em chào anh Đoàn Thế Nho nhá. Đấy, bây giờ nó không phải là 200-300 triệu nữa hay là mấy nữa, cũng chỉ có, nếu mà cây cao cấp nó cũng chỉ có vài triệu thôi. Đấy, rồi cây chỉ có một vài trăm thôi. Đấy, thì hôm vừa rồi em cũng nói với các bác rồi, cây giá em đưa ra, đúng không ạ, là các bác được trả giá. Đấy, em thấy được thì em ok em bán, còn chưa được thì ta thỏa thuận tiếp, đúng không ạ? Đấy, được mua là được trả giá mà các bác. Cái thứ hai nữa là khi mà các bác sưu tầm đấy thì em đã quay, đấy em đã quay qua một lượt cho các bác xem, đấy thì các bác thấy ổn thì các bác mua. Đấy, tránh những cái lời nói mà không tích cực, đúng không ạ, mà toàn những lời nói tiêu cực mất hay, đúng không ạ? Đấy, và bây giờ thì nó cũng là thời điểm nó hiện đại hóa lên rồi các bác ạ. Đấy, mình chơi được, mình chịu được. Đấy, chứ cây đến các bác lấy lý do này nọ một tí, đúng không ạ? Đấy, các bác bom hàng, các bác không lấy hàng. Đấy, thì nói chung là nó thiệt, bây giờ nếu mà tầm lấy trăm thì nó thiệt hại về kinh tế không nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà nó mất cái cây. Về thì, quay về thì chắc chắn các bác mở ra ship đóng không bằng nhà vườn đóng được. Người ta cũng chỉ bỏ vào trong đấy xong bắt đầu người ta gấp, người ta cuốn băng dính lại. Đấy, đi đường cái cây nó lòng sòng sọc, nó sắp không sọc, đúng không ạ? Đấy, thế thì cái mầm nó sứt, cái lá nó gập, đúng không ạ? Đấy, cho nên là các bác cũng nên, đấy, đã đặt hàng thì nên nhận cho nhà vườn, đúng không ạ? Bây giờ lời lãi không có nhiều, mà bây giờ cứ đến các bác không nhận thì người ta lại nhiều cái vấn đề nó xảy ra. Đấy, thế là nhà vườn em lại mất thêm một khoản nữa, đúng không ạ? Bởi vì các bác vẫn là các bác trả tiền ship. Đấy, nhưng mà bây giờ các bác mà bom hàng thì nhà vườn em lại phải trả. Đấy, cho nên là cây đã rẻ rồi nó dẫn theo rất là nhiều vấn đề, cái hệ lụy sau nó. Đấy, cho nên là khi mà các bác chơi các bác cũng cân nhắc, đúng không ạ? Các bác là anh là chị em mà, đúng không ạ? Đấy, là người trên tuổi của em, đúng không ạ? Hoặc là bằng tuổi em, hoặc là ít tuổi hơn em. Đấy, nhưng mà đã đến với cái sân chơi này, đúng không ạ, đến với kênh của em, đấy, em rất là thoải mái, rất là vui vẻ và rất là trân trọng các bác. Đấy, thì cũng mong các bác là cũng cứ gửi gắm cái đam mê ở em thì em sẽ làm sao đấy mà sẽ làm hài lòng các bác hơn. Đấy, tránh tình trạng không vui nó xảy ra, đúng không ạ? Đấy, thì đó là một số đôi điều mà em muốn tâm sự với các bác. Đấy, các bác vào xem thì bình luận lên cho em với nhá. Các bác nào chưa có giống về Như Quỳnh này thì có một cây Như Quỳnh rất là đẹp này. Đấy, Như Quỳnh các bác nhá. Đấy, cái bông Như Quỳnh này là em nói với các bác là nó đẹp lắm. Bông Như Quỳnh này khá đẹp. Như Quỳnh đơn Như Quỳnh này có một mầm rồi các bác nhá. Đấy, đơn Như Quỳnh này có một mầm rồi. Đơn Như Quỳnh này chưa có mầm. Đơn dưới này nó có một mầm. Cái mầm này chai mất rồi. Đơn này thì mất mầm rồi, hết mầm rồi. Đơn này thì chờ mình về mình lấy cái nách lá thôi. Đơn này về lấy mầm ở cái nách lá bên này các bác này. Sưng này. Đấy, cái lá bên này các bác nhá. Đấy, một cái mặt hoa khá là đẹp, bầu tròn đẹp. Đấy, Như Quỳnh. Đấy, bác nào sưu tầm cái đơn này chốt cho em là 120.000 nhá. 120.000 Như Quỳnh. Đấy, Như Quỳnh. 120.000. Đấy, về các bác khai thác
mắt bên này các bác nhé. Khai thác mắt bên này. Đấy 120.000. 120.000 đơn này. Các bác vào xem thì bình luận lên cho em với nhá, như Quỳnh các bác. Như Quỳnh. Đấy, còn đơn này thì đẹp hơn này. Đơn này thì một thân tơ. Đấy, hai măng. Thân tơ hai măng. Đấy, 1/4 hai măng nhé bác nhỉ. Đấy cái đơn này chia sẻ cho các bác 180.000 nhá. Chia sẻ cho các bác 180.000. Đấy. Em quay qua một số các cái mặt đơn cho các bác xem rồi. Đấy thì bác nào mà yêu thích cái loại nào thì cứ thế là liên hệ đến để sưu tầm. Đấy thì cũng quay qua cho các bác một số các cái đơn về bạch tuyết nhá. Thì bạch tuyết thì có những cây 3 mầm gốc, có những cây 2 mầm gốc. Đấy, lên đẹp. Đấy, có những cây 10 mầm gốc. Đấy, rất là thích các bác ạ. Đấy, bác nào mà sưu tầm bạch tuyết thì sưu tầm các bác nhá. Bạch tuyết thì em đã chia sẻ với giá từ 200 đến 300-400. Các bác nhá, đều có hết. Đấy. Thì khi mà các bác mà xem like, các bác bỏ cần sưu tầm một đơn chẳng hạn. Đấy, nó tầm 200. Đấy, thì em sẽ chọn cho các bác. Đấy, và sẽ chọn những đơn mầm gốc to đẹp nhất các bác nhé. Thì các bác cũng yên tâm. Các bác vào xem thì bình luận lên cho em với nha. Đấy, đây là bạch tuyết đây các bác này. Đây, bạch tuyết đây này. Phê cực kỳ luôn. Chỉ cần một thời gian nữa là cây nó sẽ lên rất là nhanh này. Các bác này. Rất là đẹp các bác ạ. Cây 2-3 mầm gốc luôn. Rất đẹp. Đấy, đây là tím hạt tây các bác này. Đây tím hạt tây này. Cái tím hạt tây này vẫn cứ là đẹp này. Đấy. Đang bắt đầu có kỳ rồi. Đấy, sắp tới lại chia sẻ kỳ cho các bác. Tím. Tím hạt tây. Đây là á hậu đây các bác này. Các bác nhìn này. Quá đẹp luôn. Có bác nào sưu tầm địa lan? Đây là địa lan các bác này. Đấy. Đây là địa lan hồng thần hà. Đấy. Mặt hoa vừa đẹp, lá lại phát tài. Đấy, sọc rất là đẹp. Sọc biển các bạn này. Sọc đẹp lắm. Đấy. Đây thì em còn chỉ có mỗi 3 đơn nữa thôi. Đấy. Về địa lan hồng thần hà còn 3 đơn nữa. Thì bác nào mà yêu thích cái dòng hồng thần hà này thì em cứ nhân cái này là 160 một thần, 320.000 các bác nhé. Đấy, đơn này 320.000 một thân. 320.000 một thân. 160 320.000 cái hai thân này các bác nhé. 160.000 một thân là 320.000 thân này.
Các bác vào xem thì bình luận lên cho em với nhá. Đấy, có bác nào sưu tầm sọc thì comment lên cho em với này. Đấy, bác nào sưu tầm sọc này thì em chia sẻ 850.000 một thân nhá. 850 một thân. $850.000 một thân. Cây thì là ổn định. Cây ổn định. Đây được 3 thân. Được 3 thân. Đây là quân tử kiếm các bác này. Quân tử kiếm. Đây là xanh Huế gieo hạt. Xanh Huế gieo hạt. Xanh Huế gieo hạt. Đây cũng một chậu quần tử kiếm các bác. Đấy. Phần này xanh có mạch sọc. Đấy. Đây là vị hoàng. Vị hoàng. Các bác vào xem này cho em xin một chấm một like các bác. Các bác đang bận ăn cơm hết rồi. Con này thì khá là đẹp. Đây này các bác này, ốc rồi. Đấy, vẫn đang có ốc rồi này. Đấy, vẫn đang có ốc rồi. Con này lên cái măng khá là đẹp. Quân tử kiếm đang lên mầm rất là đẹp rồi. Đã lên đến mặt đất rồi. Đó, hai mầm rất là đẹp. Đó. Đó là quân tử kiếm các bác. Bác vào xem thì bình luận lên cho em với nhé. Đấy, mình sưu tầm gì thì mình cứ bình luận lên các bác. Đấy, các bác nào sưu tầm cái đơn quỳnh hương tiếp theo này, là một cái đơn quỳnh hương tơ tít đây các bác này. Thì em vừa lên cho các bác một số các cái đơn về Hồng Ngọc Hà Giang này. Rồi về quỳnh hương này, như quỳnh này. Đấy, các bác xem hợp nhãn với cái đơn nào thì các bác bình luận lên sưu tầm các bác nha.
Đấy, đây là đơn Như Quỳnh các bác nhé. Đấy, đơn Như Quỳnh này thì là em xem nào, một măng này, hai măng các bác nhá. Con này thân tơ luôn này, con này thân tơ luôn. Đấy, thân tơ. Bác nào sưu tầm con này này. Đấy, sưu tầm cái đơn này này. Đơn này là một thân, một măng, hai măng này, thân tơ này. Con này em chia sẻ với các bác là 180.000 nhá. 180.000. Như Quỳnh các bác. Như Quỳnh mặt hoa rất là đẹp luôn. Như Quỳnh. Anh Võ Hưng Tường. Không ạ, 100k em không chia sẻ được anh ơi. Cái đơn có cái đơn có cái đơn đơn này anh này. Đơn này thì hết mắt rồi này. Có cái đơn này hết mắt ngoài rồi này. Em chào anh Chính Viện nhá. Có cái đơn này hết mắt ngoài rồi anh này. Đơn này hết mắt ngoài. Đơn dạ vâng, em cảm ơn anh Chính Nguyện. Đơn Như Quỳnh này 120 anh này, đơn 120 này. Đấy, đơn này thì về mình lấy cái mầm bên này, mầm bên cái mắt này, còn ở ngoài thì có một mầm thì bị chai rồi. Đấy, mình về mình lấy cái mắt bên này. Đấy, đơn này 120. Được rồi anh, nếu mà anh chốt cái đơn này thì đầu like em chốt cho anh cái đơn này 100 này. Anh lên số điện thoại cho em này. Đơn này em sẽ bỏ chậu, không bao ship các bác nhá. Đơn này em không bao ship nhá. Đấy, con mặt bông của nó khá là đẹp đấy. Đấy, một bông cánh rất là bầu và lưới lưới liền các bác nhé, lưới liền rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp đấy các bác. Đấy, bác Võ Hưng Tường mà chốt cái đơn này chốt 100.000. Đơn này chốt cho bác 100.000 mở đầu like cho em ấy. Đấy, nếu mà ok thì lên số điện thoại cho em nhé. Dạ, cảm ơn anh Chính Nguyện đã chấm bài nhá. Có cái đơn Ngọc Diệp đang nụ đây các bác. Có bác nào chơi cái Ngọc Diệp đang nụ đây này. Đấy, bác nào chơi cái đơn Ngọc Diệp đang nụ đây, em chia sẻ cho các bác 80.000 đây này. Đấy. Ở đây đang có một nụ này và một măng nhá. Một măng nụ và một măng nhá. Đấy. Đơn này bác nào mà sưu tầm thì chốt cho em là 80.000 này. Đấy, mình về mình xem hoa luôn. Đơn này 100.000 nhá. À quên, 80.000 nhá. 80.000. Đấy, về các bác về vừa xem hoa mà vừa có cái măng này. Đấy,
Đơn là bây giờ nó cũng rẻ mà. Đơn bây giờ đơn hàng nó cũng rẻ. Đấy, đơn này bác nào mà sưu tầm thì chốt cho em 80.000. Cái đơn này. Ngọc Diệp. Bạn hoa Ngọc Diệp đây các bác này. Đấy, Ngọc Diệp các bác nha. Đấy, mình sưu tầm cái đơn này là về là được xem hoa luôn đây các bác. Về có hoa chính chủ luôn. Đấy, bác nào hợp nhãn với cái đơn này thì sưu tầm. Có bác nào sưu tầm Hồng Văn Giang không ạ? Đây có đơn Hồng Văn Giang các bác này. Đây có đơn Hồng Văn Giang này. Đấy, 3 thân Hồng Văn Giang. Hồng Văn Giang ạ. Đấy, bác nào sẽ tầm cái đơn Hồng Văn Giang này này. Đấy, chia sẻ cho các bác 80.000 nha. 80.000 cái đơn Hồng Văn Giang này. Các bác vào xem thì bình luận lên cho em với nhá. Có bác nào sưu tầm về điệp thì có em có bạch tuyết với lại có hồng tên lửa nhỉ. Em lên cho các bác một số cái đơn về phân trùng quế các bác nhé. Phân trùng quế dành cho hoa lan nhá. Đấy, em chia sẻ cho các bác một lúc về phân trùng quế này. Đấy, cái phân trùng quế nhà vườn em đang chia sẻ với các bác là một dòng phân trùng quế cao cấp các bác nhé. Đấy, chuyên dành cho hoa lan. Đấy, và cái dòng này là dòng phân nở siêu tan chậm các bác ạ. Dòng phân nở siêu tan chậm. Đấy, thì cái loại này em chia sẻ với các bác là 100.000 cho 3 kg các bác này. 100.000 cho 3 kg. 165.000 5 kg. Và 320.000 cho 10 kg các bác nhé. Phân trùng quế dành cho hoa lan. Thì cái tác dụng của phân trùng quế này á, thì nó giúp cho cây lan hấp thụ tốt chất dinh dưỡng này. Em chào anh Hòa Đức nhá. Đấy, hỗ trợ cho cây lan nó khỏe, đúng không ạ? Đấy, trước các cái virus nấm bệnh này. Đấy, kích thích sự ra rễ ra mầm của cây lan. Đấy, và nó dưỡng ẩm rất là tốt các bạn. Dưỡng ẩm rất là tốt. Mình rải lên xung quanh là nó dưỡng ẩm rất là tốt. Cái thứ hai đó là khi mà rải lên rồi thì khi mà mình tưới ấy các bạn. Đấy, thì nó sẽ tiết ra các cái chất dinh dưỡng. Đấy, nó hòa quyện với giá thể. Nó ngấm vào giá thể. Đấy, thì khi mà các bác trồng mà khi mà các bác lên một cái cây ấy. Đấy, mà các bác tưới nó lên thì nó ngấm vào giá thể, thì khi mà cái cây nó bật rễ á thì nó ăn vào cái giá thể đã ngấm phân thuốc đấy rồi. Đấy, thì nó rất là khỏe, rất là khỏe. Đấy, thì cái dòng phân này thì nó cũng rất là lành, không có gây hại gì đến cho con người cả. Đấy, thì các bác mà sưu tầm cái loại này á thì em chia sẻ với các bác là 100.000 cho 3 kg nhé. Và từ 5 kg ạ, 5 kg nhà vườn em sẽ chia sẻ sẽ tặng các bác một lọ kích rễ này. Đấy, một lọ kích rễ nhé. Lọ kích rễ này cũng là của hàng phân trùng quế các bác nhá. Nó là E6. Đấy, E6 của hàng phân trùng quế. Đấy, thì từ 10 kg là nhà vườn em sẽ tặng các bác thêm 1 kg nữa là thành 11 kg, đúng không ạ? Đấy, thì các bác về các bác có thể là giải
lên trên bề mặt của cây. Đấy, các bác có thể rải lên trên bề mặt của cây hoặc là các bác có thể trộn nhé. Đấy, các bác có thể là rải lên trên bề mặt như thế này nhé. Đấy, có thể rải lên trên bề mặt như thế này ạ. Đấy, các bác rải lên trên bề mặt như thế này. Đấy, hoặc là các bác có thể là trộn. Đấy, trộn các giá thể lại với nhau. Đấy, ví dụ như là các bác trộn cùng với lại vỏ lạc khun này, cộng với các cái vỏ thông hạt, cái vỏ thông nhỏ đấy. Đấy, đây này. Đấy. Đấy, cũng rất là hợp lý. Em chào anh Tuấn. Em chào anh Tuấn Anh nhá. Dạ, Phan Chí em có anh rồi. Phan Chí em đang có đấy. Tám trăm thì được rồi chứ anh. À, đây anh Tuấn này, có cái cây này này, cây này là 600 này. Đấy, như đơn Hunter này là 600 này, 600 nhá, 600 mà 600. Đấy, chốt cây này, cây Hunter này, cây này thì nó hơi bị nứt một tí rồi. Đó, cây này 600.000 này, Phan Chí. À, đơn này 600 này. À, đơn này thì đẹp hơn này các bác này. Đơn này thì bán lá là 4 cm 2, 4 cm 3 rồi. Đấy, nhưng mà nó được lợi thế là nó lại có cái măng rất là to này. Đấy. Đây. Đơn này thì 950 này. Đơn này 950 này, nhưng mà đơn này đẹp lắm. Đơn này đẹp lắm. Đơn này lại có một cái mầm đấy này. Em chào anh Tống Nguyễn nha. Dạ vâng. À, đấy, anh Tuấn Anh xem hai cái đơn này này. Hai cái đơn này thì rất là hợp lý này. Đấy, anh sưu tầm hai cái đơn này là hợp lý này. Dạ anh Tống Nguyên chờ em một tí nhá. Đấy, anh Tuấn Anh nghiên cứu hai cái đơn này nhá. Em nghĩ là trong hai đơn này đơn nào anh lấy cũng được đấy. Nếu làm giống thì đơn nào cũng được. Đấy. Đã cái đơn này thì lại thế là về mình một thời gian nữa là mình sẽ có hai thân. Đấy. Đơn này cũng đẹp, đơn này Hunter này. Đấy, đơn này Hunter. Đấy, thân này thì về cái là có mầm rồi. Thân tơ tít. Đấy thì anh Tuấn Anh nghiên cứu nha. Đấy anh nghiên cứu xem có ưng đơn Phan Chí nào không. Đây quân tử kiếm đây anh này. Đấy, anh Tống Nguyên này. Đơn này có một măng ạ. Có một măng. Một măng hai mầm ạ. Đơn này có một măng hai mầm các bác nhá. Đơn này có một măng hai mầm. Đấy. Cây sọc đẹp đấy. Đấy, đơn này chia sẻ cho các bác 6.800.000. 6.800. Đấy. Còn đơn này hai thân này. Hai thân này thì nó mới có mạch sọc thôi các bác ạ. Đấy, hai thân này gọi là hai thân xanh. Có mạch sọc này. À, hai thân này chia sẻ cho các bác 700.000 nhé. À 7 triệu, em xin lỗi. 7 triệu.
hai tên này là 7 triệu. Đấy. Rể đang đi đẹp rồi các bác ạ. Đấy, anh Tống Nguyên xem có ưng đơn nào không nhá. Đấy, các bác xem có ưng đơn nào không. Đấy. Thì quân tử kiếm thì những cái đơn thân xanh thì nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn rất là nhiều so với những cái thân vàng. Đấy, thì mình vào mình nghiên cứu, mình sưu tầm. Đấy. Thì trưa nay thì em cũng lên cho các bác một số đơn, thì các bác có thể là nghiên cứu để sưu tầm nhá. Nếu mà các bác hợp nhãn thì có thể là liên hệ với nhà vườn em qua số điện thoại là 035 672 6889, hoặc số điện thoại 0868 357 345 các bác nhé. Đấy, thì em sẽ kết bạn Zalo rồi quay hình ảnh cây cho các bác nghiên cứu sưu tầm. Đấy, thì bây giờ cũng muộn muộn rồi, em xin phép các bác được xuống like nhá. Thì hẹn gặp lại các bác vào tối nay các bác nha. Em xin chào tạm biệt các bác nha.